Kính chào quý vị khán giả và quý bà con, Kim Quý và Thiên Phước vui mừng được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay ngày 17 tháng 5, chúng tôi sẽ lại mang đến cho quý vị và bà con những thông tin đáng chú ý liên quan đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, những mô hình hay trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó còn là cập nhật về thông tin thị trường giá cả, sản xuất nông sản trong nước đáng chú ý. Và sau đây sẽ là phần điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong 15 phút của chương trình hôm nay. Phiên chợ nông sản hữu cơ Đà Lạt đưa nông sản sạch đến trực tiếp tay người tiêu dùng. Ngư dân ven biển gặp khó khi giá xăng dầu tăng. Chiếu xạ nông lâm thủy sản cho khu vực miền Trung Tây Nguyên phục vụ xuất khẩu sang thị trường châu Âu và EU. Thu gom rác thải góp phần phát triển bền vững nông nghiệp Lâm Đồng. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp được ghi nhận từ Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, vừa qua, phiên chợ nông sản hữu cơ đã diễn ra tại thành phố Đà Lạt. Đây là phiên chợ được tổ chức lần thứ 2 ở Đà Lạt với sự tham gia của 8 đơn vị sản xuất rau hữu cơ trên địa bàn toàn tỉnh và một số trang trại canh tác trái cây dưới tán rừng, các đơn vị sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên. Phiên chợ này do các nông trại canh tác hữu cơ tổ chức nhằm mục đích gặp gỡ, kết nối những người bạn cùng chung niềm đam mê về những sản phẩm thuần hữu cơ, đưa sản phẩm đến trực tiếp tay người tiêu dùng. Đến với chợ phiên, bạn có thể lựa chọn những sản phẩm nông sản hữu cơ hoặc các loại cà phê được trồng và chế biến sạch, các loại mỹ phẩm hay tinh dầu chế xuất thiên nhiên và sử dụng các nguồn nguyên liệu canh tác ngay tại địa phương. Đặc biệt ở phiên chợ này, cả người bán và người mua đều không sử dụng túi ni lông. Người mua tự mang theo giỏ đựng hoặc nông sản sẽ được đựng trong lá chuối hay các túi giấy để mang về. Mặc dù chỉ diễn ra khoảng 5 tiếng đồng hồ, nhưng phiên chợ đã thu hút được một lượng lớn khách hàng địa phương cũng như du khách đến tham quan và tìm hiểu các sản phẩm hữu cơ của địa phương. Quý bà con thân mến, được biết trong thời gian sắp tới, phiên chợ sẽ được tổ chức 1 đến 2 tuần một lần nhằm đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũng như là giới thiệu các sản phẩm thuần hữu cơ của Đà Lạt đến với người tiêu dùng cả nước. Xin được chuyển đến với một thông tin đáng chú ý. Thưa quý bà con, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người dân, Hội Nông dân huyện Đạ Oai đã triển khai thực hiện 47 điểm trình diễn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất với quy mô 22 hectare. Tiêu biểu có mô hình thâm canh cây điều ghép đạt năng suất 25 tạ một hectare, mô hình thâm canh cây dâu lai nuôi tầm đạt năng suất kén trên 2.000 kg kén một hectare một năm, cho doanh thu 220 triệu đồng một hectare một năm. Bên cạnh đó là mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất sầu riêng Việt Gáp với hệ thống tích hợp tự động cùng thực hiện 3 khâu chăm sóc, phân bón, tưới nước, phun thuốc trừ sâu, vừa giảm chi phí vừa bảo vệ được sức khỏe. Nhờ vậy, năng suất sầu riêng đạt cao, doanh thu đạt 1,2 tỷ đồng mỗi hectare một năm. Hiện nay, Hội Nông dân huyện Đạ Oai tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên tham gia sản xuất công nghệ cao, xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu sầu riêng Đạ Oai. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tiếp tục thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019 trong hội viên nông dân. Thưa quý bà con, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của ngành nông nghiệp, những năm qua, huyện Cát Tiên tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, chú trọng phát triển cây lúa nước, đến nay đạt gần 8.000 hectare, chiếm hơn 80% diện tích lúa hiện nay của toàn huyện. Nhờ tập trung đầu tư, chuyển đổi giống hiệu quả, nên năng suất lúa bình quân đạt hơn 60 tạ trên hectare, sản lượng đạt trên 43.000 tấn mỗi năm. Cát Tiên thực hiện liên kết với các công ty giống tiêu thụ được trên 5.000 tấn lúa giống và gần 12.000 tấn gạo mang thương hiệu lúa gạo Cát Tiên. Để phát triển và bao tiêu sản phẩm tốt, trên địa bàn đã hình thành các chuỗi liên kết sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao. Ngành nông nghiệp huyện Cát Tiên cho biết, từ hiệu quả của mô hình lúa chất lượng cao, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức chuyển đổi giống phù hợp để nhân rộng mô hình sản xuất. Liên tục chương trình, ngư dân ven biển gặp khó khi giá xăng dầu tăng. Chiếu xạ nông lâm thủy sản cho khu vực miền Trung Tây Nguyên phục vụ xuất khẩu sang thị trường châu Âu và EU. Thu gom rác thải góp phần phát triển bền vững nông nghiệp Lâm Đồng. Chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay xin chia sẻ với quý bà con những thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất của bà con nông dân nhiều địa phương trên cả nước.
Quý bà con thân mến, sau khi Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định tăng giá bán lẻ xăng dầu vào chiều ngày 2 tháng 5 2019, thì các cơ sở kinh doanh xăng dầu đã đồng loạt tăng giá. Và đợt tăng giá xăng lần này đã gây ra khá nhiều khó khăn cho ngư dân vùng huyện ven biển Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Bởi hoạt động sản xuất của ngư dân nơi đây gắn liền với nuôi trồng và khai thác thủy hải sản, ngành nghề này cần lượng lớn xăng dầu để phục vụ cho người dân. Tác động của đợt tăng giá xăng đã tạo ra gánh nặng chi phí để phát triển sản xuất, kinh doanh của bà con tại địa phương. Qua tính toán của anh Đặng Quốc Thùy, chủ tàu cá Hòa Bình ở thị trấn Gành Hào, thì chuyến biển mới đây, cặp tàu đánh cá của anh phải nhập hơn 20.000 lít dầu, cộng với tiền nước đá, các nhu yếu phẩm khác thì chi phí cao hơn tháng trước gần 40 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Thùy cho biết, hiện tại gió Nam đổ về, cá trên ngư trường phân tán nên tàu phải di chuyển thường xuyên, mức tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn, nhưng lượng cá thu hoạch lại ít hơn. Bình quân lợi nhuận mỗi chuyến biển trước đây khoảng 80 triệu đồng, nhưng hiện nay sau khi trừ đi các khoản chi phí và tu bổ tàu cá thì chỉ còn hòa vốn hoặc có khi phải chịu lỗ. Lúc trước dầu nó còn giá còn giảm thì mặn nó cũng đỡ được, nhưng mà cấp này thì dầu nó lên giá và mặn chi phí nó rất khó khăn, là mà mỗi chuyến cào vậy mà nó tăng thêm mấy chục triệu tiền chi phí. Do ảnh hưởng nắng nóng kéo dài nên diện tích mặt nước các ao nuôi sụt giảm rất nhanh, nông dân phải thường xuyên lấy nước, máy bơm nước phải hoạt động xuyên suốt, chi phí xăng dầu vì thế cũng tăng cao. Bên cạnh đó, mức giá xăng dầu tăng lên kéo theo hàng loạt dịch vụ phải tăng giá, khiến chi phí sinh hoạt của người dân cũng tăng theo, ảnh hưởng quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Để giải quyết bài toán khó khăn này, nhiều người cho rằng cơ quan chức năng cần có biện pháp tích cực hơn để nâng cao thu nhập người dân, ổn định giá cả thị trường và điều cần thiết nhất là có chính sách điều chỉnh mức hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu cho hợp lý. Trong khi ngư dân ven biển Bạc Liêu gặp nhiều khó khăn khi giá xăng dầu tăng, thì hiện nay ngành thủy sản triển khai thực hiện định biên và chứng chỉ thợ máy đối với tàu cá. Và quy định này đang khiến cho nhiều người lo lắng, bởi gần như chưa có ngư dân nào được đào tạo và cấp chứng chỉ này, mà chưa có chứng chỉ thợ máy thì cũng đồng nghĩa với việc phương tiện không được ra khơi. Ngư dân Trần Viết Tiết đang sở hữu con tàu có công suất 535 CV, dài 16 mét. Theo thông tư số 22 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2018, quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản, thì nhóm tàu cá có chiều dài trên 15 mét phải có thợ máy mới được ra khơi. Ghe tôi là hiện giờ là đô 16 mét mấy, là đúng nằm là cái quy định của cái Bộ Nông nghiệp đưa ra rồi. Từ 15 mét đơn lên là phải có cái gì, cái đèn thợ máy. Hiện giờ là đa số tăng có anh em bờ câu đây không có cái thợ máy. Mà yêu cầu đó thì chắc hơi khó khăn. Tình trạng thiếu thợ máy không chỉ là vấn đề khó khăn của số ít tàu cá, mà hầu như tất cả ngư dân của Quảng Ngãi đều gặp phải. Vì tính đến thời điểm hiện nay, chưa có cơ quan chức năng nào mở lớp đào tạo hoặc cấp chứng chỉ thợ máy cho ngư dân. Hiện nay là tạo điều kiện cho ngư dân đi làm, nhưng mà đồng thời cũng nhắc nhở và vận động ngư dân là nếu có lớp, có cái trường mở lớp học về đào tạo chứng chỉ thợ máy cũng nên là cho thuyền viên đi học để đảm bảo theo quy định. Tàu thuyền muốn ra khơi phải đầy đủ thủ tục, giấy tờ và các trang thiết bị theo quy định. Thông tư 22 đã ban hành thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ đưa vào áp dụng. Nếu như không có giải pháp gỡ khó thì những con tàu xa bờ sẽ nằm bờ nhiều hơn bởi không ngư dân nào có chứng chỉ thợ máy. Quý bà con thân mến, nhận thấy tiềm năng và sự phát triển của các ngành nghề nông lâm thủy sản tại khu vực miền Trung, cũng như nhu cầu trong việc bảo quản hàng hóa xuất khẩu, từ cuối năm 2018, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã đưa vào vận hành trung tâm chiếu xạ Vinagamma Đà Nẵng. Với công suất chiếu xạ 60 tấn hàng hóa mỗi ngày, trung tâm đã cung cấp dịch vụ chiếu xạ nông lâm thủy sản cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên, phục vụ xuất khẩu sang thị trường châu Âu và EU. Trước đây, các doanh nghiệp khu vực miền Trung phải mất nhiều thời gian và chi phí vận chuyển hàng vào thành phố Hồ Chí Minh chiếu xạ. Từ khi đi vào hoạt động, trung tâm chiếu xạ tại Đà Nẵng đã xử lý chiếu xạ thanh trùng cho hơn 2.000 tấn thực phẩm, trong đó đa phần là hàng thủy hải sản. Qua đó giúp tiết kiệm hơn 60% chi phí vận chuyển và giảm hơn một nửa thời gian chờ đợi, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. Mỗi loại liều chiếu khác nhau thì bọn em sẽ tương ứng với thời gian chiếu xạ khác nhau. Ví dụ như kiểu liều 2.5 thì bọn em có thể chiếu 3 giờ 30, với liều 1 thì bọn em có thể chiếu 1 giờ 30, 1 giờ 35. Dựa vào cái phiếu kết quả về độ nhiễm ban đầu thì chúng tôi sẽ khuyến cáo khách hàng với những cái mức liều khác nhau, và sau khi chiếu xạ bao nhiêu thì chúng tôi sẽ đưa ra cái khoảng liều. Thì chúng tôi trong trung tâm chúng tôi thường khuyến cáo đối với hàng thủy hải sản thì trong khoảng từ 2.5 cho đến 3.5.
Với việc trang bị một dây chuyền chiếu xạ tại Đà Nẵng đã góp phần đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Bên cạnh đó, các dịch vụ đang được triển khai. Trung tâm này cũng góp phần thúc đẩy các nghiên cứu ứng dụng khoa học và kỹ thuật hạt nhân tại khu vực miền Trung trong thời gian sắp tới. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. Hơn 60%, đây là số lượng tàu cá không có lãi, thậm chí lỗ vốn của ngư dân câu cá ngừ sau chuyến biển thứ tư từ trong mùa đánh bắt này. Thời điểm này là chuyến biển thứ tư trong vụ đánh bắt năm nay của ngư dân câu cá ngừ cập bến. So với những chuyến biển trước, sản lượng đánh bắt lần này rất thấp. Nhiều tàu cá phải kéo dài thời gian trên biển khoảng 2 trăng, tức là 2 tháng, nhưng cũng chỉ thu về từ 700kg đến hơn 1 tấn cá ngừ. Trong khi đó, giá cá lúc này hạ chỉ còn 110.000 đồng một ký, giảm đến 20.000 đồng một ký so với cách đây một tháng, khiến ngư dân thêm lo lắng. Theo tính toán, nếu giá cả ổn định 130.000 đồng và giá dầu không tăng, thì thu nhập của mỗi thuyền viên sau một chuyến biển ít nhất cũng được 5 triệu đồng. Còn hiện nay, giá xăng dầu tăng, giá cá giảm, sản lượng đánh bắt thấp nên thu nhập của thuyền viên sau mỗi chuyến biển cũng chỉ còn 1 đến 2 triệu đồng. Thưa quý vị, được biết mùa khai thác cá ngừ đại dương thường bắt đầu vào tháng 11 âm lịch năm trước, kéo dài đến khoảng tháng 6 âm lịch năm sau. Từ tháng 4 năm 2019 đến nay, chi phí cho mỗi chuyến biển với tàu cá có công suất trên 400 CV tăng thêm 10 triệu đồng. Trong khi đó, giá cá giảm, mỗi tấn cá ngừ ngư dân mất 20 triệu đồng. Cùng một lúc, ngư dân khai thác cá ngừ chịu 3 tác động, chi phí tăng, sản lượng giảm và giá cá giảm dẫn đến thua lỗ. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và bà con thân mến, nhiều năm trở lại đây, vấn đề bảo vệ môi trường trong canh tác nông nghiệp được tỉnh Lâm Đồng quan tâm, nhất là việc thu gom xử lý các loại rác thải nông nghiệp khó phân hủy như là chai, bao, gói thuốc bảo vệ thực vật. Đây cũng là tiêu chí quan trọng mà các địa phương cần đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Bình quân mỗi năm, nông dân Lâm Đồng sử dụng từ 4.200 đến 4.600 tấn thuốc bảo vệ thực vật các loại. Bên cạnh ưu điểm là giúp nhà nông bảo vệ mùa màng, ổn định năng suất và nâng cao chất lượng nông sản, thì mặt trái của sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật là gây ô nhiễm môi trường canh tác. Ước tính của ngành chức năng, hàng năm các loại chai, bao, bịch thuốc bảo vệ thực vật thải ra môi trường dao động từ 357 đến 391 tấn. Với mỗi lượng rác thải khó phân hủy lớn như thế, nếu không được thu gom và xử lý đúng cách, rất dễ gây ô nhiễm môi trường canh tác, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nhà nông. Trước thực trạng nói trên, việc thu gom rác thải nông nghiệp, nhất là đối với những loại rác thải khó phân hủy, đã được ngành chức năng triển khai. Bên cạnh đó, ngành bảo vệ thực vật đã phối hợp với một số dự án, doanh nghiệp lắp đặt gần 700 bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật với diện tích 15.800 ha tại các địa phương trong tỉnh như thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm, Đà Tẻ, v.v. Hàng năm thu gom được gần 20 tấn chai bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Hiện tại là trong thôn Lạc Thành là có 4 cái điểm. Có 4 điểm để đặt cái thùng rác bảo vệ thực vật. Thì bà con cũng tự giác mang vào đó bỏ. Khi đầy là sẽ báo cho xã và xã sẽ có xe chở đi. Bảo vệ môi trường như hiện nay cũng đang được các cơ quan đoàn thể quan tâm. Đó là thu gom những cái rác thải từ những cái suối cũng như là các cái hồ lắng mà để đem đi tiêu hủy để nhằm bảo vệ môi trường cũng như là nguồn nước. Thông qua các hoạt động tuyên truyền của ngành chức năng, ý thức và trách nhiệm của nhà nông trong việc bảo vệ môi trường, thu gom các loại rác thải nông nghiệp khó phân hủy đã được cải thiện so với trước. Tại một số nơi, chính quyền địa phương còn chủ động xây dựng nhiều bể thu gom và kho lưu chứa các loại bao gói thuốc bảo vệ thực vật với diện tích hàng chục ngàn hecta. Ngoài ra, thông qua việc tăng cường áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến như việc GAP, Global GAP, UTZ, 4C, Rainforest, v.v., bà con nông dân đã từng bước xây dựng một môi trường canh tác nông nghiệp hiện đại, an toàn cho người sản xuất lẫn người tiêu dùng. Thu gom, gọn là mình đưa vào, ấy chứ không có thể vứt bừa bãi được, xuống lòng sông, lòng suối bên này nọ là không được rồi. Mà hai nữa mình vứt giữa vườn lên nó ngấm giếng như mình cũng chết, chứ phải thu gom. Đấy là rõ ràng ở đâu cũng vậy. Tính trách nhiệm cộng đồng nói trên đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng một môi trường canh tác nông nghiệp bền vững. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng mà chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đặt ra. Quý bà con thân mến, nội dung thú vị vừa rồi của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633 829930. Chúng tôi xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con trong chương trình ngày mai.